Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta phải chiến cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quang Nam xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2209 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, Hoàng Ân và Đồng Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những tin chính sau đây. Nổ lớn tại nhà máy Formosa trong khi vận hành lò luyện số 1. Bảo quyền Nghệ An tấn công linh mục và giáo dân Văn Thai. Tuần duyên Việt Nam phóng thích một viên chức Indonesia. Việt Nam thông thủng mậu dịch gần 3 tỷ Mỹ Kim trong 5 tháng qua. Quân đội Phi kêu gọi phiến quân Hồi giáo buông súng đầu hàng. Liên Hiệp Quốc thành lập Ủy ban điều tra tội ác của quân đội Miến Điện. Sau đó, trong phần thời sự, Linh Mục Nguyễn Đình Thục sẽ nói về sự việc công an và cái gọi là nhân dân tự phát tấn công vào giáo họ Văn Thai. Tiếp tục chương trình, Nguyên Khải sẽ gửi đến quý khán giả bài viết từ đối thoại Đồng Tâm đến đối thoại Võ Văn Thưởng. Và sau cùng, Song Thập sẽ kết thúc chương trình phát thanh với bài bình luận hôm nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Phạm Đông Cát, cư ngụ tại Westchester, California, Hoa Kỳ. Đồng thời, để vinh danh cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức với Hoàng Ân và Đồng Tâm. Hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi vận hành thử nghiệm lò luyện thép số 1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh vào lúc 9 giờ tối hôm qua, với khói đen bao trùm cả khu công nghiệp Vũng Áng. Hiện chưa rõ con số thương vong trong vụ nổ này và có bao nhiêu công nhân có mặt trong thời điểm xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, giới hữu trách tuyên bố là vụ nổ không gây ảnh hưởng lớn đến dây chuyền sản xuất. Cần nhắc lại là vào hôm thứ Hai 29 tháng 5, Tổng cục Phó Môi trường Việt Nam loan báo trong một cuộc họp báo là nhà máy Formosa sẽ vận hành lò luyện thép số 1 sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà nhà nước Việt Nam đề ra. Một phái đoàn đại diện các bộ ngành cùng với một số chuyên gia đã đến tận nơi để giám sát và kết quả vận hành trong 24 giờ sẽ được công bố trong vài ngày tới. Bảo quyền tỉnh Nghệ An đã huy động các lực lượng tay sai, mang theo gậy gộc dao búa, kéo đến tấn công giáo họ Văn Thai ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu vào tối hôm qua. Vụ tấn công diễn ra khi Linh Mục Nguyễn Đình Thục đang làm thánh lễ. Theo lời kể của người dân thì lực lượng tay sai lên đến cả ngàn người. Không chỉ bao vây nơi làm lễ, bọn chúng còn ném đá vào các tư gia của các giáo dân chung quanh, khiến nhiều người bị thương. Theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, thì sau khi làm lễ, trên đường trở về giáo xứ Sông Ngọc thì Ngài nhận được tin lực lượng tay sai của chế độ đang kéo đến chặn đường. Ngài cho biết là vụ tấn công vào giáo họ Văn Thai diễn ra trước mặt các công an mặc sắc phục, nhưng bọn chúng đều khoanh tay đứng nhìn. Trước tình hình này, Ngài từ chối đề nghị ra về của bọn công an và kiên quyết ở lại trong nhà một giáo dân để làm lễ cầu nguyện bình an. Cần nhắc lại là hai ngày trước đó, Bảo quyền Nghệ An đã tổ chức một cuộc diễn tập gồm cả nổ súng và nổ mìn, mà họ gọi là cuộc diễn tập phòng thủ nhằm giải tán các cuộc kích động và biểu tình của giáo dân. Lực lượng tuần duyên Việt Nam đã phóng thích một viên chức Nam Dương mà họ bắt giữ trong cuộc đụng độ với tuần duyên Nam Dương để giải cứu 5 tàu cá Việt Nam ở vùng biển Natuna vào tuần trước. Báo chí Nam Dương cho biết là viên chức thuộc Bộ Ngư nghiệp được phía Việt Nam phóng thích vào hôm thứ Hai 29 tháng 5 sau các cuộc đàm phán của Bộ Ngoại giao hai nước. Người này bị bắt giữ khi các tàu tuần duyên kéo đến giải vây cho 5 tàu cá Việt Nam bị phía Nam Dương chặn bắt ở vùng biển Natuna vào hôm 21 tháng 5.
Trong khi đó thì lực lượng hải cảnh Thái Lan loan báo là họ đã bắt giữ 4 tàu cá Việt Nam cùng với 48 ngư dân với cáo buộc là đã xâm nhập hải phận bất hợp pháp vào hôm thứ Hai. Vị trí bị bắt giữ là tại một vùng biển phía nam Thái Lan trong phạm vi 35 hải lý. Trong số các ngư dân bị bắt có 6 thiếu niên. Theo thống kê của Thái Lan thì tính từ đầu năm đến nay, giới hữu trách Thái Lan đã bắt giữ 65 tàu cá và 430 ngư dân Việt Nam đánh cá bất hợp pháp trong hải phận Thái Lan. Trong vòng 5 tháng đầu năm 2017, cán cân mậu dịch của Việt Nam đã thâm thủng khoảng 2 tỷ 700 triệu Mỹ Kim. Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong vòng 5 tháng qua, tổng giá trị xuất cảng của Việt Nam vào khoảng 161 tỷ Mỹ Kim, nhưng nhập về một lượng hàng hóa lên đến 164 tỷ. Trong khi đó thì tập đoàn lãnh đạo một lần nữa đưa ra kế hoạch tái cấu trúc các công ty quốc doanh và đã được nội các Nguyễn Xuân Phúc thông qua vào đầu tuần này. Theo đề án mới nhất này thì mục tiêu là thúc đẩy việc tư hữu hóa các tập đoàn kinh tế quốc doanh, thu hồi vốn để dồn vào các lĩnh vực xã hội, quốc phòng và khoa học. Theo mục tiêu này thì trong vòng 5 năm tới sẽ tư hữu hóa 137 công ty nhà nước, chỉ giữ lại khoảng 100 công ty làm ăn có lời. Vào hôm qua, quân đội Philippines đã đưa ra lời kêu gọi phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi buông súng đầu hàng để tránh đổ máu thêm. Lời kêu gọi này được đưa ra sau gần 2 tuần quân đội Phi mở cuộc tổng phản công tái chiếm thành phố Marawi trên đảo miền Nam Mindanao. Hơn 100 thành viên Hồi giáo tự nguyện trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã thiệt mạng trong các cuộc giao chiến với quân đội Phi và 8 phiến quân đã ra đầu hàng sau khi lời kêu gọi được đưa ra. Quân đội Phi cho biết là đa số dân chúng trong thành phố Marawi đã di tản, với 85.000 người đang tạm trú trong các khu lều trại do quân đội thiết lập. Vì vẫn còn vài ngàn người dân bị kẹt trong thành phố này, nên cuộc tái chiếm thành phố diễn ra rất chậm. Hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa thành lập một ủy ban điều tra về các tội ác mà quân đội Miến Điện đã gây ra đối với sắc dân thiểu số Rohingya theo Hồi giáo ở miền Bắc nước này. Cần nhắc lại là quyết định thành lập ủy ban điều tra được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua từ tháng 3 vừa qua, nhưng đến nay mới chọn xong nhân sự. Theo thông báo, thì ủy ban này gồm 3 thành viên, có nhiệm vụ điều tra khẩn cấp về các cáo buộc là binh sĩ Miến Điện đã đốt nhà, cướp của và tàn sát người dân Rohingya, khiến hàng chục ngàn người phải đào thoát sang Bangladesh để lánh nạn. Ủy ban này sẽ mở phiên họp đầu tiên ở Geneva, Thụy Sĩ, và phải kết thúc cuộc điều tra vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, chính quyền Miến Điện hiện chưa lên tiếng đồng ý cho phép ủy ban này đến tận nơi để điều tra hay không. Lý do là vào đầu tháng này, lãnh tụ tối cao Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, bác bỏ các cáo buộc nói trên và tuyên bố không chấp nhận việc Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra. Thưa quý thính giả, như tin tức chúng tôi đã loan, vào tối hôm qua 30 tháng 5, hơn 1.000 công an và cái gọi là nhân dân tự phát đã tấn công giáo họ Văn Thai, nơi Linh Mục Nguyễn Đình Thục đang dâng thánh lễ. Từ giáo họ Văn Thai, Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã có cuộc trao đổi với Quang Nam về tình hình tại đây. Thưa Linh Mục Nguyễn Đình Thục, được biết là trong lúc Linh Mục đang dâng thánh lễ tại giáo họ Văn Thai thì Linh Mục và các giáo dân tại đây đã bị tấn công. Xin Linh Mục cho biết tình hình của Linh Mục và các giáo dân giáo họ Văn Thai hiện nay ra sao thưa Linh Mục? Buổi tối hôm nay cũng giống như là những nhiều ngày trước đây đó thì là tôi đến để dâng lễ ở nơi giáo họ Văn Thai, một giáo họ thuộc xứ Sông Ngọc mà tôi đang quản nhiệm đó, thì lúc 7 giờ tôi bắt đầu dâng lễ và khoảng 8 giờ hơn thì tôi dâng lễ xong thì mấy người vào cho biết rằng là lúc tôi đang dâng lễ đó thì các cái xóm lương dân ở chung quanh họ đã đánh kẻng và họ tập trung rất là đông người với gậy gộc bao vây xung quanh cái giáo họ Văn Thai của chúng tôi. Mà cái giáo họ Văn Thai của chúng tôi thì cũng rất là nhỏ. Và sau đó thì là công an họ đến và họ bảo rằng là tình hình rất là bất ổn và cụ chưa nên về. Họ bảo rằng là ở ngoài đó là người ta bao vây rất là đông ở một nhóm gần trụ sở bán xã là có chừng 700 người và có 3-4 nhóm như thế. Sau đó một lúc thì công an bảo rằng là họ sẽ đưa về, họ lên xe họ để họ đưa về. Rồi một lúc nữa thì họ kéo đến một đoàn, họ bảo là để họ đưa về thì tôi không về, vì tôi cũng chẳng có tin vào công an, chẳng biết họ sẽ đưa tôi về hay là họ đưa tôi đi đến đâu. Lý do thứ hai nữa là bởi vì là
Tôi nói với họ là việc gì tôi phải đi về với các ông, tôi có giáo dân con cái của tôi muốn về thì về, nhưng mà tôi không muốn liên lụy đến ai, tôi về đó, tôi sẵn sàng về và chịu đánh đập hay là chịu giết chết nếu đó là ý của Chúa muốn. Tôi không việc gì mà tôi phải về với các ông. Rồi sau đó thì là bà con họ họ không muốn cho tôi về, và tôi nghĩ thì trở lại là cái đúng. Bởi vì nếu mà ra về đó thì chắc chắn là dọc đường họ sẽ tấn công tôi, và khi đó thì bà con giáo dân họ sẽ kéo đến, và là mình rơi vào cái bẫy bạo lực của họ là một điều rất là nguy hiểm mà có thể xảy ra thương vong. Thì tôi đã quyết định ở lại, hơn nữa là trong lúc mà bà con người giáo họ Văn Thái đang bị tấn công mà tôi ra về thì đó phải là cách của một người linh mục. Tôi quyết định ở lại để mà nâng đỡ tinh thần của bà con, cũng như để mà giúp ổn định tình hình, kéo rồi nếu tôi về có thể là người ta sẽ kéo đến, và có thể là bà con ở đây họ sẽ không giữ được bình tĩnh và gây ra bạo lực. Nên là tôi quyết định là tôi ở lại đây. Thì họ đã ném đá các cái gia đình mà ở biên làng đó, bị thiệt hại rất là nhiều về bị bể ngói, rồi họ vào nhà họ đem bàn thờ, họ đem tượng ảnh ra, họ vứt ra, rồi họ ném đá cả chúng tôi ở đây, cách ra một đoàn họ ném đá đến, nhưng mà chúng tôi không có bị ảnh hưởng. Cái tình hình là như thế. Đối với tôi thì tôi cảm thấy là đối với bản thân thì không có vấn đề, nhưng mà tôi thấy một cái chuyện rất là đau lòng. Tại sao mà lại họ kích động bạo lực để mà tấn công một linh mục trong khi mà đang dâng lễ và ngăn chặn cái việc đi lại của linh mục, rồi uy hiếp cái đời sống của bà con và phá hoại tài sản của bà con, xúc phạm niềm tin tôn giáo, đem tượng ảnh để mà ném ra ở bên ngoài đường như lời rồi tất cả những cái việc đó. Đó là một những cái việc làm mà tôi thấy là cái chính quyền này họ quá coi thường là pháp luật, họ chà đạp lên cái quyền tự do tín ngưỡng, rồi cái niềm tin tôn giáo, rồi cái quyền đi lại cũng như là những cái quyền căn bản của chúng tôi. Và chúng tôi cảm thấy rất là bất an trong một cái xã hội như thế. Thưa Linh Mục Nguyễn Đình Thục, trong những ngày qua đó thì riêng cá nhân Linh Mục và Linh Mục Đặng Hữu Nam đã bị một số dân chúng coi như gọi là đấu tố. Và thêm nữa đó thì trong những ngày qua cô Nguyễn Thị Trà và một số giáo dân đã bị công an và cái gọi là dân chúng ở đó đánh đập. Thì hiện nay Linh Mục cảm thấy có an toàn và tình hình nó ra sao thưa Linh Mục? Tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn này chúng tôi chẳng có an toàn một chút nào cả, bởi vì chính quyền đang kích động bạo lực và đang tấn công chúng tôi bằng bạo lực bằng nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn như là ngày Chủ nhật vừa rồi đó, thì lúc đó tôi đi vắng và cả cha Nam cũng đi vắng, thì họ đã kéo đến cả quân đội cả công an để mà tập trận ngay trước cái ngôi nhà thờ của chúng tôi, cách từ chỗ mà họ nổ mìn và bắn súng vào đến cái nhà thờ của chúng tôi chỉ là chừng khoảng 15 mét, 20 mét thôi. Thì khi mà họ làm cái việc đó thì làm sao mà người dân không bức xúc và không phản đối được. Cho nên là người dân họ đã ra và họ ngăn cản, họ bảo rằng là muốn bắn thì bắn tôi đây này, không được xúc phạm nơi thánh. Đó. Thì tôi nghĩ rằng cái việc làm của họ là một cái việc làm kích động bạo lực. Họ xúc phạm nơi thánh thiêng, họ xúc phạm nhà thờ, họ xúc phạm niềm tin tôn giáo của chúng tôi. Và cái việc làm của họ đó, họ ngăn cấm tất cả mọi người quay phim chụp ảnh. Cho nên cái cô ta đó ở bên giáo xứ Phú Yên, giáo xứ của cha Nam sang để mà hình như là tình cờ đi ngang qua thấy và chụp ảnh quay phim, thì họ đã bắt, họ đánh đập, họ đưa về trụ sở ban xã. Đấy, một cái việc làm vô cùng độc ác, họ muốn che đầy cái việc làm sai trái của họ. Sau đó thì bà con giáo dân của Phú Yên sang để mà xem xét tình hình tại sao lại bắt người và đánh đập người, thì họ đã kích động bạo lực, họ đánh đập bà con giáo dân ở giáo xứ Phú Yên rất là nặng nề, rất là đau thương. Đó, thì đây là họ đang bằng mọi cách để mà họ kích động bạo lực. Rồi nữa là mấy ngày hôm nay đó, theo tôi được biết là họ đã, các cái xóm của lương dân đó thì đã mua, tức là không phải là mua kẻng của xóm, tức là cái kẻng của xóm trưởng để mà kêu gọi người ta tập trung, mà đây là một số thành phần xấu là họ đã mua kẻng để mà mỗi khi cần lôi kéo để mà kích động bạo lực thì họ sẽ đánh kẻng và người ta sẽ tập trung để mà ý đồ là đi tấn công chúng tôi. Và lúc này họ đã đánh những cái tiếng kẻng đó và họ đã tập trung người đến để tấn công chúng tôi. Thì tất cả những cái việc làm đó chắc chắn là phải được phép của chính quyền, hay là chính quyền là yên lặng đồng lòa thì họ mới có thể làm được. Còn không thể nào mà chính quyền lại có thể là không biết, hoặc là chính quyền ngăn cản mà họ có thể làm được những cái việc đó. Rằng là chính quyền này họ đang cố gắng đàn áp chúng tôi. Cho nên là chúng tôi cảm thấy rất là bất an trong cái thời gian gần đây. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện.
phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim mỗi tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong tiết mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Từ đối thoại đồng tâm đến đối thoại Võ Văn Thưởng của Công Công sẽ do Nguyên Khải trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vừa mới giấm dứt việc đối thoại, thì có ngay một số người lên tiếng ca ngợi. Sự hưởng ứng này cho biết tâm trạng chờ đợi được đối thoại đã có rất lâu trong xã hội, đặc biệt là giới trí thức trong nước, kể cả khi họ đã bỏ chạy ra nước ngoài. Mặc dù vô số kiến nghị, thỉnh nguyện, thư ngỏ hay tuyên cáo họ từng ký tên tập thể mà chẳng bao giờ được hồi đáp. Điều khá lạ lùng là một số người sốt sắng lên tiếng khen ngợi, tin tưởng hoặc mớm ý về cách đối thoại vân vân. Là những người gần như đã sống trọn đời dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, có thể nghĩ họ là những người rất dễ tin, nếu không muốn nói là dễ bảo. Đây là điểm chế độ dựa vào để tin rằng, dù đảng có làm gì thì vẫn còn có người tin tưởng. Trí thức đã như thế, thì trong dân chúng, dù thành phần công khai chống đối ngày một phát triển, cũng còn rất lâu mới có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của đảng. Tại sao trưởng ban tuyên giáo lấp lửng việc đối thoại? Còn nhớ vụ Đồng Tâm, xã này đã bắt gọn 38 cảnh sát cơ động làm con tin mà không hề dùng đến vũ lực. Đã thế, khi ông chủ tịch Hà Nội trực tiếp đến quận ngồi chờ dân ra để tiếp cũng không một ai thèm đến. Qua ngày hôm sau, chính ông phải trực tiếp vào tận xã đối thoại mới êm. Nói là êm, thực ra chỉ là bề ngoài. Vì thực tế đến bây giờ, những đòi hỏi chính đáng của Đồng Tâm vẫn còn nhì nhằn. Thế nhưng cách giải quyết đó đã được rất nhiều người tin tưởng, ca ngợi, được coi như là bước ngoặt của chế độ. Trong bài trước, người viết đã nêu ra rằng, đảng chỉ đối thoại trong tình đồng chí với nhau, vì người lãnh đạo Đồng Tâm cũng như dân Đồng Tâm xác nhận họ không chống chế độ. Trong suốt thời gian nổi loạn, họ không hề tiếp xúc với bất cứ ai mà họ nghi là thuộc các tổ chức chống đối nhà nước. Nói rõ hơn, họ dứt khoát không dính dáng đến cái gọi là bọn phản động do nước ngoài xúi dục. Họ chỉ chống tham nhũng, vẫn tin vào đảng. Nhưng với đảng thì một lực lượng tinh nhuệ chuyên về đàn áp, chống biểu tình, bỗng dưng hiền lành, buông súng đầu hàng, phải chăng đã bị chuyển hướng tư tưởng? Điều mà chính ông Nguyễn Phú Trọng từng báo động là tự diễn biến. Vì tự buông súng, tự quay về với nhân dân, nhóm cảnh sát cơ động này mới chịu để cho người dân bắt giữ dễ dàng và được đối xử rất tử tế. Chính sự tử tế cho thấy giữa công an và người Đồng Tâm không có hận thù, vì công an từ dân mà ra. Đảng tin tưởng vào công an, tin tưởng họ một lòng theo đảng, còn đảng còn mình, bỗng dưng họ đi ngược lại nhiệm vụ được giao. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, là một nguyên nhân buộc chế độ phải giật mình, phải tìm cách ngăn chặn. Do đảng cần phải đối thoại để giữ được sự trung thành của số dân còn tin tưởng vào đảng đã đành, cũng là cách chấn chỉnh sự chuyển biến tư tưởng công an. Vì công an đều xuất thân từ ba đời trung với đảng, nếu lực lượng này bị dao động thì chế độ bị sụp đổ ngay, cho nên dứt khoát không để tư tưởng công an có cơ hội ngã dần về phía người dân. Đây là lý do phải đối thoại, nhưng chỉ đối thoại trong tình đồng chí với nhau. Sẽ không có đối thoại với người bất đồng chính kiến, vì chấp nhận đối thoại với người bất đồng chính kiến thì Cộng sản đã không còn là Cộng sản. Tiêu biểu là câu tuyên bố của Nguyễn Minh Triết khi còn là Chủ tịch nước: bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát.
mà điều 4 hiến pháp xác nhận đảng lãnh đạo toàn diện. Mặt khác, kinh nghiệm từ lịch sử, khi nào Cộng sản bị yếu thế chính là lúc họ dùng chiêu bài thương thuyết. Thương thuyết là đối thoại, như khi họ chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị ở Paris sau khi bị thất bại nặng nề trong tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Hiện tại, đúng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang rơi vào thế thù trong giặc ngoài. Giặc tham nhũng đã vô phương cứu chữa. Bình thì đầy chuột, nhưng đánh chuột là vỡ bình. Còn bên ngoài thì tàu Cộng từng bước lấn chiếm biển đảo, tiếp tục xây dựng mang tính chất bền vững. Trong lúc chế độ bị thế giới lên án vì vi phạm trầm trọng về nhân quyền, tâm trạng của người dân cả nước mỗi ngày một dâng cao, sôi sục căm thù tàu Cộng. Còn quân đội thì nhu nhược, chỉ lo cấu kết với quan chức tai to mặt lớn kinh doanh làm giàu, thay vì là bổn phận giữ nước. Đã thế mới đây, lại còn kết hợp với công an tấn công người yêu nước, điều mà trước đây dư luận từng lên án trong vụ Đoàn Văn Vương ở Cống Rục, Hải Phòng. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đang rơi vào tình thế khủng hoảng toàn diện, từ biển đảo đến đất liền, từ chính trị đến kinh tế, từ văn hóa, tôn giáo đến giáo dục. Tất cả đều lệ thuộc vào tàu Cộng. Thế nhưng, vì phải bảo vệ sự tồn vong của chế độ, các ông đứng đầu đảng và nhà nước như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, mới nhất như là Trần Đại Quang, đều thay nhau sang Bắc Kinh cầu cứu. Họ bất chấp tất cả, hàng trăm dự án lớn với hàng nghìn tỷ bị mất trắng vì chủ đầu tư là tàu Cộng, nhưng họ vẫn tiếp tục mở rộng vòng tay để mời gọi các dự án mới. Chỉ vì một lý do đơn giản là ngân khố đang trống rỗng, cần phải có tiền ngay để chi phí, bất kể hậu quả như thế nào. Trước kia chế độ coi rất trọng thể diện để tuyên truyền, nhưng hiện tại họ cũng bất chấp, công khai nghe lén qua điện thoại, ngăn cản khách được mời ngay trước mặt các nhà ngoại giao, kể cả khách mời của Tổng thống Obama. Tất cả điều đó cho biết chế độ đã đến đường cùng. Như vậy, con đường tồn tại đúng hơn là tìm mọi cách chống đỡ trước khi bị sụp đổ, chỉ còn có đối thoại. Nhưng đối thoại với người còn tin vào đảng, chứ dứt khoát sẽ không có đối thoại với người khác chính kiến. Nhưng chưa cần nói đến việc đối thoại với người khác chính kiến, chỉ nói đến dân sinh không thôi, thì ngay trước mắt hãy đối thoại với người dân 4 tỉnh miền Trung về thảm họa Formosa, chấm dứt ngay việc vu cáo trắng trợn các linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Đình Thục, vân vân, chấm dứt ngay việc tìm bắt những người đã và đang giúp đưa tiếng nói của nạn nhân thảm họa Formosa ra thế giới. Hãy mời Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp quay về để xin đối thoại, thay vì ngài phải chu du để cố gắng đưa tin tức trung thực về thảm họa Formosa ra trước lương tri nhân loại. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thưa quý thính giả, Cộng sản Bắc Hàn là chế độ độc tài, vô sản, chuyên chính, khắc nghiệt nhất còn sót lại trên thế giới. Sự tồn vong của chế độ này đang nằm trong tay hai siêu cường là Trung Cộng và Hoa Kỳ. Sự cáo chung của chế độ Cộng sản Bắc Hàn cũng sẽ là một đòn tâm lý chí tử cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Vườn Trái Banh Kim Jong-un sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Donald Trump và Tập Cận Bình đang đóng vai hai cầu thủ vờn banh trên sân cỏ. Trái banh là Kim Jong-un. Khi chưa cầu thủ nào sút thì trái banh còn quý lắm. Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố ông sẽ rất hân hạnh nếu được hội kiến Kim Jong-un. Những lời trong khen ngợi Kim Jong-un đều đúng sự thật. Un lên ngôi năm mới 28 tuổi, đã thanh toán ngay các đối thủ chính trị. Un ngồi trên đài cho hàng trăm ngàn dân chúng tung hô, hàng ngàn tướng lãnh huy chương đầy ngực khúm núm dân dạ. Tập có thể nghĩ rằng ông ta đã chinh phục được Trump sau cuộc gặp gỡ 48 giờ và mấy lần điện thoại như chính ông Tổng thống Mỹ nói ra. Ông Trump đã kể với Wall Street Journal, một tờ báo có khuynh hướng Cộng hòa, rằng chỉ cần 10 phút nghe ông Tập giải thích về lịch sử 2000 năm, ông hiểu ngay rằng chuyện bom nguyên tử của Bắc Hàn rất phức tạp. Donald Trump còn khám phá ra một điều chưa hề biết.
Té ra cái nước Cao Ly hay Hàn Quốc hay Đại Hàn hay Triều Tiên ngày xưa là đất thuộc vào Trung Hoa. Chính phủ Hoa Kỳ có thể tin rằng Bắc Kinh đang thành thật cộng tác tạo áp lực trên Kim Jong-un, vì Bắc Kinh không ưa gì nhà độc tài khó dạy bảo này. Từ khi lên ngôi cho đến năm nay, họ Kim chưa thèm qua thăm nước Tàu, Un chưa bao giờ gặp Tập. Tháng trước, Bắc Kinh muốn cho người phụ trách về Bắc Hàn là Ngô Đại Vĩ qua thăm, nhưng Bình Nhưỡng đã từ chối. Hơn nữa, bom nguyên tử của họ Kim cũng là mối lo của cả Bắc Kinh, vì có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh trong cả vùng. Chính phủ Hoa Kỳ trông đợi Bắc Kinh sẽ làm gì giúp mình? Tất nhiên, Trung Cộng có thể bóp Bắc Hàn ngộp thở, vì 3/4 nhiên liệu, 2/3 ngoại thương của Bắc Hàn tuy thuộc vào Trung Cộng. Nhưng cho tới nay, đối với Kim Jong-un, thì Tập Cận Bình vẫn giờ cào đánh khẽ. Sau khi Un thử hỏa tiễn vào tháng 2, Bắc Kinh ra lệnh ngưng nhập cảng than đá, nguồn ngoại tệ chính của Bắc Hàn. Báo chí Trung Cộng đang nêu vấn đề có thể ngưng cung cấp dầu lửa cho Bắc Hàn. Những gọi là hành động đó mới chỉ được thấy trên giấy. Trong thực tế, đòn kinh tế của Bắc Kinh chưa chắc đã có hiệu quả. Ngoài ra, Bắc Kinh phải e ngại về hậu quả trên chính họ nếu mạnh tay với Kim Jong-un. Nếu triều đại này sụp đổ thì nước Cao Ly thống nhất sẽ trở thành một quốc gia tự do dân chủ, là đồng minh của Hoa Kỳ và sẽ thừa hưởng chương trình bom nguyên tử. Do đó, Trung Cộng không dại dột tự hại mình như vậy, nên Tập tiếp tục nói với Trâm rằng giải pháp tốt nhất là ngoại giao. Cách đây vài ngày, Tập nói với Trâm qua điện thoại là Trung Cộng hứa sẽ nghiêm chỉnh thi hành nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Thực ra, Tập không tính kế nào để trừng phạt Un, mà chỉ bày mưu đối phó với Trâm thôi. Người Việt mình vẫn có thành kiến cho rằng người Mỹ rất ngây thơ, cả tin, dễ bị đánh lừa, nhưng thành kiến này chắc cũng có vẻ ngây thơ. Cả hai cầu thủ, Tập và Trâm đều không ai ngây thơ. Vì vậy, trong lúc vẫn hòa hoãn với họ Tập, Trâm không ngồi yên mà lại lên tiếng khen ngợi Kim Jong-un và ngỏ ý hân hạnh gặp đại nguyên soái. Nêu lên ý kiến này là gãi đúng chỗ ngứa của Kim Jong-un, vì từ thời người cha là Kim Jong-in vẫn chỉ đòi cho Bắc Hàn được đối diện ngang hàng với Hoa Kỳ để ký một hiệp ước đình chiến chấm dứt cuộc giao tranh hơn 60 năm trước. Một hiệp ước bất tương xâm, cam kết hai bên sẽ không đánh nhau nữa. Bao nhiêu lần ông bố In và ông con Un gây căng thẳng trong vùng Đông Bắc Á, họ đều đóng vai một đứa bé vùng vằng ăn vạ để được người lớn chú ý tới với mục đích được nói chuyện thẳng với Hoa Kỳ. Nếu Kim Jong-un nghe những lời mời chào mà đáp lại để chuẩn bị gặp Donald Trump thật, thì đây sẽ là một biến cố lớn. Các vị tổng thống tiền nhiệm có thể e ngại không muốn bắt tay một tay độc tài khát máu như cha con nhà Kim, nhưng ông Trump vẫn được tiếng là người không theo quy ước. Chẳng hạn, Trump đã mời Tổng thống Phi Luật Tân Duterte tới Tòa Bạch Ốc, dù bàn tay Duterte đã nhuốm máu 7.000 người Philippines không cần đưa ra tòa xét xử. Ông Trump có thể học kinh nghiệm của ông Nixon khi muốn Trung Cộng hé mở cửa bằng ngoại giao bóng bàn. Còn Kim Jong-un rất thích bóng rổ, đã từng đón tiếp long trọng Dennis Rodman, cựu cầu thủ NBA của Mỹ. Nếu Dennis Rodman dàn xếp cho Kim Jong-un và Donald Trump nói chuyện điện thoại, thì cuộc điện đàm này còn đặc biệt hơn lần ông Trump nói chuyện với bà Tổng thống Đài Loan. Nếu vụ này xảy ra trước tháng 10 năm nay, đó sẽ là một đòn đánh lên uy tín của Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng. Trước diễn tượng đó, Tập Cận Bình có lẽ sẽ phải chứng tỏ mình mạnh tay với Kim Jong-un thật để khuyến cáo Trump đừng tính chuyện ôm trái banh Kim Jong-un đem ra ngoài sân chơi một mình. Tập Cận Bình và Donald Trump khác nhau trông thấy. Trump ồn ào, không đoán trước được. Tập nhỏ nhẹ, luôn giữ khuôn phép. Chưa biết hai cầu thủ dần trái banh Kim Jong-un cho tới bao giờ mới sút.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, sinh năm 1985, bị bắt ngày 21 tháng 7 năm 2011 với bản án 8 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua hệ thống PayPal trong website radio.daplờisongnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.